chào anh em, lại là Tokyo Camera đây. Và mấy ngày hôm nay thì chúng ta đã đều biết em DJI Mavic Mini này đang làm mưa làm gió thị trường flycam cả thế giới. Thì đó, thì ngay lập tức chúng tôi đã nhận được một cái thông tin, đấy là em này đã gặp phải một cái lỗi rất là nghiêm trọng. Cái lỗi này đó là tay điều khiển cũng như là máy bay không thể link được với nhau. Thì ngay lập tức chúng tôi đã tìm ra cách để có thể khắc phục cái lỗi này rồi. Thì tôi đã phải làm ngay cái video này để có thể chia sẻ cho anh em. Nếu mà anh em nào đã mua rồi và chưa biết cách link thì chúng ta sẽ xem video này để có thể biết cách khắc phục. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tải cái phần mềm DJI Assistant for Mavic 2 ở phiên bản mới nhất. Ok, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải vào trình duyệt và tải một cái phần mềm và tìm kiếm DJI Mavic Mini. Ok, đó, vào trang chủ của DJI luôn. Thì ở trong này nó sẽ có một cái phần đấy là download. Chúng ta sẽ ấn vào đây, download. Đây là ứng dụng DJI Fly trên các nền tảng hệ điều hành điện thoại, có App Store này, Google Play và Android version. Tiếp theo đó, ở bên ngay bên dưới sẽ là cái phần software. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai phiên bản để chúng ta có thể cài cho MacBook hoặc là Windows. Đây, chúng ta sẽ tải một trong hai phiên bản về từ hệ điều hành của chúng ta đang sử dụng. Chúng ta sẽ ấn tải về vào đây để tải về. Đó, và chờ một lúc cho nó tải về xong. Ok, vậy là quá trình tải xuống đã hoàn tất, thì chúng ta sẽ tiến hành mở lên và cài đặt như bình thường thôi. Nhưng mà anh em nào mà đã dùng Mac thì chắc hẳn là sẽ không còn lạ gì cái cách cài đặt ứng dụng ở trên Mac rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ phải vào Security này để mở khóa cho cái phần mềm, cấp quyền cho nó. Chúng ta cứ ấn Continue để tiến hành cài đặt thôi. Agree. Nói chung là chấp nhận tất cả mọi thứ nào yêu cầu đi. Chấp mật khẩu lại lần nữa. Vậy là máy đang tiến hành cài đặt thôi. Ok, vậy là quá trình cài đặt của chúng ta đã hoàn tất. Chờ một chút, nó sẽ cài thêm chúng ta một cái file bổ sung. Ok, vậy là quá trình cài đặt cái file này cũng đã hoàn tất rồi. Và chúng ta sẽ tiến hành mở cái phần mềm DJI Assistant for Mavic này lên. Đó, và sau khi mở lên thì phần mềm nó sẽ có cái giao diện như thế này. Chúng ta sẽ phải chấp nhận điều khoản của nó. Và bây giờ máy nó yêu cầu là chúng ta sẽ kết nối cái chiếc máy bay của chúng ta với cả máy tính thông qua một cái sợi cáp mà nhà sản xuất đã cho chúng ta đây, chiếc micro USB. Tôi phải lắp pin vào đã. Đây là chiếc Mavic Mini của tôi, quá là nhỏ. À, đầu tiên phải bật máy lên trước. Đó. Sau khi mà bật lên rồi, chúng ta sẽ kết nối vào chiếc máy tính của chúng ta. Ok. Ngay khi mà chúng ta kết nối vào thì nó đã báo là có chiếc Mavic Mini của chúng ta đây rồi. Chúng ta ấn vào nó. Đó. Và đây
Sau khi mà chúng ta ấn vào thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta là cái nút update, cái phiên bản firmware mới nhất, thì chúng ta sẽ up lên cái bản firmware mới nhất. Đó, thân máy bay chúng ta sẽ update trước, sau đó thì sẽ đến tay điều khiển và chúng ta sẽ chờ một lúc để cho nó download về cũng như là update cái firmware cho chiếc máy bay của chúng ta. Nói chung là khi mà chúng ta đã lên được bản firmware mới nhất rồi thì cái việc link giữa máy bay và tay điều khiển nó sẽ vô cùng dễ dàng, thì không hề có một cái lỗi gì cả. Ok, vậy là đã update thành công firmware cho chiếc máy bay DJI Mavic Mini của chúng ta. Còn tôi tạm để nó sang một bên đã. Bây giờ lại đến cái bước update cho chiếc tay điều khiển của chúng ta. Update firmware chiếc tay điều khiển thì cái cổng để chúng ta có thể kết nối được, nó là chính là cái cổng mà chúng ta kết nối ra điện thoại. Chúng ta rút ở đây ra. Đó, rút cái dây này ra thì nó sẽ có mở ra một cái cổng ở đây. Chúng ta sẽ cắm cái dây micro USB này vào. Ok, và bật tay điều khiển lên. Đó, sau khi bật lên xong thì nó cũng đã hiện lên đây cho chúng ta thiết bị đang cắm kết nối vào, đó là chiếc DJI Mavic Mini Remote Controller. Chúng ta sẽ ấn vào đó. Vâng, mà nó cũng báo à, đây là bản update mới nhất rồi. Bản update mới nhất tôi đã update hôm qua rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ làm lại cho các bạn xem thôi. Đó, và nó đang download về, giải nén, chuyển đổi và bắt đầu update cho chiếc tay điều khiển này. Chúng ta sẽ chờ một thời gian để cho nó có thể update. Ok, vậy là quá trình update đã hoàn tất. Update complete. Thoát ra và rút dây sạc ra, rút dây kết nối ra, tắt tay điều khiển đi và chúng ta bật lại. Vậy là mọi thứ đã xong, và bây giờ chúng ta chỉ việc bật chiếc Mavic Mini lên, kết nối với cả tay điều khiển và có thể hoạt động và có thể active chiếc Mavic Mini này như bình thường, không hề có một lỗi gì xảy ra nữa cả. Và nếu như anh em có bất cứ một cái lỗi gì trong quá trình sử dụng chiếc DJI Mavic Mini này thì hãy liên hệ với Tokyo Camera để có thể được giải đáp một cách sớm nhất có thể nha. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để có thể nhận thêm video tiếp theo. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.